hôm nay lại một ngày đi quay rất xa, hôm nay quay bối cảnh ở Củ Chi lẫn nha quý vị. Tình thắm duyên xuân ở Củ Chi tới rồi. Dạ. Nhà này ở hai bà đi hai mít. Nhà này có một cái mấy cái mít mà mít trên đọt không quý vị? Thường thường mít mình thấy ở dưới cái gốc nó phải có trái nha. Ba cây. Tuốt trên đọt không à. Mà như là sao mà nó thấy nó chín nó héo thúi trơn mà không ai hái trơn trời. Ủa trời ơi. Trời ơi mới hái ra trời ơi. Sao, ủa cái gì nó bị lủng lỗ vậy cô? Ủa trái mít to đùng vậy trời. Bà đang lo lắng là không có xe, ở đây là không có xe, không có ăn, không có uống, không gì hết. Đó, bây giờ tài xế tôi xin về, nó về quê, tôi chưa biết ngày mai ai đưa tôi về đây. Khổ lắm, đó xong rồi đó, Việt Kiều rồi đó. Cái nơi gì đâu mà không có mua, không có ăn, uống, không có gì luôn. Quá mọi người thấy không, đi quay phim đó. 8 giờ sáng vậy là 11 giờ chưa quay. Kiều trang điểm xong rồi nằm hoài luôn, 11 giờ trưa chưa quay, chắc tới ăn cơm trưa luôn á. Có cái xe bán tàu hũ, bánh tráng, bây giờ tôi trời quay đây chắc tôi đen thành mọi miên, ăn Tết này đen thành miên luôn quá. Đây, đây là cái chỗ quay bánh tráng nha quý vị. Phơi bánh tráng là như vậy đây. Đó, thấy không? Nổi mụn luôn rồi quý vị ơi, tầm nay đi quay ăn uống không có rau nè, nổi mụn rồi nè. Gầu thúi ruột luôn vậy. Nằm từ sáng đến giờ không coi làm gì giờ. Quá trời vui quá trời. Nướng bánh tráng ăn Tết, nướng bánh tráng ăn. Ủa xịt gì vậy? Xịt nước lên cho nó ướt hả? Nó khô quá hả? Trời ơi, phơi cho khô. Phơi cho khô quay xong rồi nắng quá nó khô rồi. Giờ xịt nước vô ướt rồi quay tiếp. Nghe không? À, đứng đâu đẹp? Tránh ơi, đứng đâu đẹp? Tránh. Tránh ơi, đứng đâu đẹp? Nãy cô chủ nhà cô cho anh Tấn Bèo một cái mít, cho nên bây giờ cắt ăn thử. Ngon không? Ngon, ngon. Quá ngon hả? Em phải quay cận mặt anh, em đâu dám quay vú anh đâu. Trời ơi. Sợ phải phạm bản quyền, hiểu không? Sợ nó bị vi phạm cộng đồng. Trời ơi. Trời ơi, nó nắng gì đâu bà. Khiếp, nắng mà quay mà cái này mà diễn không được, mà chừng dài shot là coi như là nổi quạo luôn đó quý vị. Mà hên quá, sáng giờ tôi quay có 1 shot với 2 shot là hết rồi. Cái toàn cái cận, cái toàn cái cận. Gặp professional không à, đeo gì hương professional không à. Cây này vú sữa trái nó to mà sao chủ nhà không ai hái trơn á. Nãy giờ mấy bạn quay phim hái ăn mà nó ngon quá đó. Ê cho chị mượn chị quay cái coi nào. Đưa đây cho chị. Đã chưa mọi người coi nè. Trời ơi chín cây luôn. Bên đây nè mấy trái xanh xanh bên này chín chưa cưng? Chưa chín hả? Ủa nó phải tím vậy nó mới chín hả cưng? Ủa nó cao vậy mà nó hái được. Mà quá trời luôn quý vị ơi. Nếu mà leo lên được ở trển là hái đã luôn á quý vị. Ê mình phải leo lên cho. Đó. Nè 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 nè. Dứt. Dứt. Ác. Búp rớt có bể không? Chắc bể luôn rồi chứ gì. Nó chín quá rồi phải không? Quá wow, trời đã thấy không quý vị. Mà mấy hai cây luôn bên đây. Một cây bên kia một cây. Ồ cây nào cũng trái to to to. Ở nhà có cây vú sữa gì sướng luôn. Ủa trời chưa xuống nắng mà cơm rồi ư? Ơ hay mắm nhỉ? Nào là các bạn có coi cái phim mà Thiên Long Bát Bộ mà nó thổi tiếng cơm heo sao thoại coi tao Kiều Phong quýnh với lại mọi dung phục á, nó mình bật qua mình coi đại trà vinh quýnh quýnh văn luôn cả bất trưởng á, quýnh 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 thu trưởng lại bắt đầu thôi nha chạy tao bay tông chi cái này. Trời ơi trời, trời ơi là trời, cái ổng kìa. Cơm gì đây, cơm gì đây? Nè có ớt à? Ớt rồi, hồi trưa mới ớt rồi. Ớt hoài với anh, em nhảy anh con ớt luôn à. Trứng đi, rồi thôi trứng đi. Trứng gì đây không biết nữa, kệ trứng đi. Cá, gà, thôi ngán lắm. Dạ, đây là vú sữa. Khà khà khà, vú sữa. Còn hai phân đoạn nữa là xong ngày hôm nay nha quý vị. Rồi ra khách sạn ngủ một đêm. Ngày mai chúng ta sẽ quay một ngày nữa rồi về Sài Gòn. Bà Ba Sen mặc đồ nổi quá ai cũng vỡ hết trơn quý vị ơi. Gì vậy bậy mày mở nút áo tao mày. Dạ rồi. Rồi ơi đó nguyên vàng đứng bên chụp hình nè à, đó. Chụp hình. Đó rồi vô chụp hình đi mấy bé ơi. Vô. Dạ đoàn phim hay gì không chịu quay gì mà văn mụn ngủ rồi bà không chị hết cảnh ra cho ngủ cho mụn ai ngủ mụn chị tào lao mắt mơ.
mới vậy chị ngủ một đây, phải nhà chị đâu này, ông hai ông ngủ. Chị vô chị dê ổng. Đâu ổng có buồn ông Liên, còn chị bộ dáng gõ. Chị đang ngủ chị ngồi vậy chị mất ngọng con cháu mà ổng đủ cho đi chị mới khóc. Chị ở đây à? Cái bản gì trơn trời luôn. Bà vô nhà người ta bỏ cái chiếu bàn thờ vậy luôn đó hả? Tại vì chị là con gái còn trinh mà. Chị vô cái chạm chị được ngủ trước bộ dáng. Còn dạ. Không là có phòng em gì kêu dạ. Trời em hát em có đọc kịch bản gì trơn chết rồi. Tường ơi làm ăn vậy sống nhanh rồi. Còn đồng trinh nha. Ờ cái em còn đồng trinh nha. Trong cái tuần này là chị 40 tuổi chưa lấy chồng, lấy được anh Tấn Mèo. Em nghĩ là chị đã bị quá thạch luôn rồi. Ừ bây giờ là chị đang kiếm kể như là kiếm chồng kể như là đầu xuân đó em không. Trời em chết rồi Tường thiệt. Em làm chị buồn quá chị đi ngủ luôn. Kiếm chị nè, ngủ rồi đó. Trời ơi là trời, có hai già không nên nết gì trời ơi. Quay TikTok tức tiếc gì đó đó. Việt Hương đi gặp ai mà cũng rủ quay TikTok hết trơn đó quý vị. Đó, 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 đó. Rồi theo anh Tấn Bèo nữa là còn thấy đã đợi. Rồi trời ơi đạo diễn nữa rồi xong luôn. Rồi hiểu luôn, hiểu luôn. Quay lẹ về mấy anh chị ơi. Anh cứ coi, ông cứ coi tôi như là người ở của ông đi. Chứ ông bệnh như vậy tôi không chăm sóc cho ông, tôi nóng ruột lắm. Ông yên chí, ông hết bệnh ông sẽ không thấy tôi đâu, ông yên tâm. Tôi xuống tôi pha cho ông ly nước gừng nha. Hết tuần, tắt đèn hết tuần rồi. Để cần ở ngoài đó chứ. Thổi lòng thầm vậy. Mà giờ nó mũi nó chảy quá. Đợi tờ giấy đó chùi. Giấy chùi kìa má. Giờ nó mũi nó chảy vô nước miệng. Nó hơi mặn mặn đó, khức mặn. Đó lấy cận nữa kìa. Lấy cận nước đầu. Hả? Trời ơi nó lòng thầm quá. Nhập dai quá. Mặn lắm. Mai ăn cơm không cần phải chan nước mắm. Tại hôm nay mặn mặn rồi. 11 giờ đêm em đã về phòng. Ở dưới đây mà phòng như vậy là sang lắm mà. Rồi là sang lắm rồi. Đi làm chứ không phải đi du lịch. Thôi đi tắm gội, bây giờ mới nhờ người ta đi mua giùm cái dầu xả để gội đầu. Sáng mai còn đi, mai là 5 giờ rưỡi phải xuống xe. Có nghĩa là đặt báo thức 5 giờ phải dậy đó quý vị. Mai gặp lại. À, đó, đi liên hệ mượn được cái bình nấu nước ấm để sáng mai pha phà kem xanh uống. Là tuyệt vời, đi mua được 2 bịch dầu xả vô xả cái đầu, đó. Và làm sáng mẹ làm cho một hộp quên ăn, giờ mới sực nhớ lấy ra ăn. Còn hai củ chưa hết. Rồi đi rửa ly, rửa chén, rửa bát đây. Bánh nước bới theo của ngày hôm nay uống hết rồi. Bây giờ phải nấu bỏ vô để mai đem theo mà uống. Sáng hôm nay mới có 5 giờ rưỡi sáng, em đã qua gian được bà chị chú dấu của em từ khách sạn ra tới đoạn phim. Tối nay em sẽ book một ai đó chưa biết lên đó em về. Hello, hello. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Ăn cơm. Ăn cơm. Chết cha, phải có con đứa hy sinh làm mặt trước thôi để em chưa? Thôi giờ tóc trước đi. Lấy con có chén nhựa nhựa mình ơi. Khán giả cho. Mà đem cái đây luôn hả? Cái bưng đi. À là khán giả. À cái bữa hôm nói là mấy chục cái bánh chưng đó phải không? Ừ. À em tưởng đâu ơi xuống Tây Ninh mà có khán giả dưới Tây Ninh cho. Ở Phú Yên người ta gửi vô má ơi, trời ơi là trời nó thương lo dữ lắm. Có cục mỡ trong này nè, em làm miếng này thôi. Ngon lắm. Em thử một miếng nha quý vị. Thiếu miếng vô món chị ơi ha. Này mà có miếng vô món rồi bá cháy luôn. Đưa anh đi. Mập quá. Tới luôn à. Nó thơm mà nó béo má ơi luôn, bị ta cho mà. Thơm quá vậy? Nó cho thơm dữ lắm. Thơm. Dung dung mà khoái ra cái đầu hay khoái ra cái giữa vô. Cái nào em cũng được. Đứa nào khoái cái giữa khoái ra nếp. Không có đâu. Ừ. Đứa nào khoái ra nếp á. Trời ơi bà. Bà chị của chị đó. Ai ăn thì ăn, bà khoái ăn cái đầu. Ai ăn thì ăn, em ăn cái giữa cho. Ờ chị ăn giữa. Làm miếng cơm thơm. Rồi. Đây là cái bếp nhà tôi. Đường nào vô cái bếp vậy?
Trời đất ơi, sao chen lấn vô cái đường nào vậy, là đi cái đường bên kia mới đúng. Không có thích đi đây được không? Tôi đi khám phá. Ủa này cao su hả? Đó. Bây giờ tôi vô tôi nấu ăn nè. Ây da, da. Cô Thấm về làng nè. Ủa sao tôi thấy khói bốc lên từ đâu vậy? Ồ, đây, 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 đây. Đó. Giỏi giang lắm nha, đâu phải giỡn đâu. Vô cái bếp đó coi. Các bằng siêu ấy, các bằng các bằng bằng lửa đây, căng mãi được rồi. Ủa tao thấy có lửa mà. Mà có còn ta hai con cá ngon vậy mà kêu đổ muối vô đây. Dữ quá à. Coi ngon không? Ngon. Rồi, đứng 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 ngay không quay hết nắng rồi đứng canh cung luôn. Coi em nấu trước chị ở ngoài vô chị Hương ơi. Hai người đứng 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 cuối em ra đây, đây rồi. Cái rô này bự lắm, cá rô nuôi. Rồi. Nuôi hả? Nó ngủ ngủ cái bự đây là vợ gì đó. Cũng được, kho cũng ổn lắm á. Ổn rồi mẹ, bây giờ cái bỏ vậy nó. Ổn, kho ngon lắm á. Ai kho hả? Đây đây, tôi quay lại. Kho hả kế? Rồi, đây đưa bà vô. Đó. Đây nè. Giờ bà Tường nấu ăn nha. Chưa. À, đẹp chưa, cảnh đẹp chưa. Chụp tấm hình nè. Cái đèn không tiêu bỏ lên đó. Bỏ đứng đó luôn hả? Chào cả nhà, đố quý vị biết em đang ở đâu. Bây giờ là 7 giờ rưỡi sáng và em đã có mặt ở Vĩnh Long, nhưng mà không về nhà, tại vì hôm nay đi quay phim chứ không phải là đi. Hôm nay là nhà Cát Tường có đám giỗ, nhưng mà vì đi chuyến Hà Nội về cho nên là cũng mệt. Đám giỗ thường là ở nhà Cát Tường đám giỗ sẽ 2 ngày, một ngày chính là hôm qua rồi, hôm nay là ngày cúng lại ngày lá, thì đáng lẽ là phải về nhà cúng trước, nhưng mà đã tới giờ làm rồi, 8 giờ sáng là quay, cho nên bây giờ Tường phải tranh thủ ăn sáng một cái rồi tới chỗ quay luôn. Quay có một phân đoạn thôi, rồi là Tường mới về nhà. Mà mới đi ngang cái chỗ ngay gần chợ Vĩnh Long thì Tường có cảm giác như hôm nay đã có chợ, đã có bán chợ hoa rồi. Bữa nay đã là ngày bao nhiêu rồi ta? Hôm nay gần 20 âm lịch rồi quý vị. À, cho nên thấy có chợ hoa. Một chút xíu nữa quay xong Tường sẽ về rủ ba mẹ đi một vòng chợ hoa coi có gì. Bị buồn. Gì vậy? Là gì? Trời ơi, tao tưởng mày nhìn quán cơm tấm bị bô. Rồi thì mình lúc đó mình mới đi lên anh mua một ít lên Sài Gòn nếu có nha quý vị. Bây giờ đi ăn sáng. Mới tới đoàn phim là cái gì rần rần vậy trời. Làm biết nè. Gì vậy hiếu hiền? Tao kêu không thoại mà không học thoại nè. Rồi kêu đi mấy cơm không chịu mà tham cũng nè. Cũng đi nó rảnh quá. Rồi đi đó. Quay phim rất là cần. Đâu có, em ở Hà Nội mới về á. Em quay có một phân đoạn xong em về lại nè. Đó, thấy. Ủa, lâu lắm mới gặp cơm, khỏe. Ai đây? Ai ôm tôi? Quỷ Hiếu Hiền chứ mày. Lâu quá mới gặp chị, bây giờ chị trẻ hơn em rồi. Đúng rồi đó, em nói đúng. Hello con gái, mặt còn mụn không? Hết rồi, hôm nay mặt đẹp rồi. Ở bên đây con quay một phân luôn đúng không? Một phân. Là đi về luôn chung phải không? Trời ơi, sao? Hôm nay là lâu quá gặp chị Tường yêu dấu của tôi, mà hôm nay chị trẻ hơn tôi nữa. Em nói đúng không? Đúng luôn. Tại vì sao? Tôi là vua nịnh mà. Ôi đó coi, tao quay cái bản mặt mày lên luôn chứ bây giờ mày khỏe không cưng? Dạ khỏe, chị khỏe không? Chị khỏe, khỏe mới đi quay kênh với em nha. Ừ. Rồi thôi bận việc nè, sáng giờ quay cảnh nào chưa ạ? Chưa chị. Rồi ơi, chị sáng chưa em còn vô. Ăn rồi, ăn rồi. Ăn rồi, ăn rồi. Rồi sáng giờ chưa quay luôn á hả? Chưa quay. Kỳ vậy. Vậy mà cái đoàn dám kêu tôi hẹn tôi 7 giờ, xong tôi trả giá xuống 8 giờ. Ok. Còn 7 giờ mới tới, 7 giờ thôi mới tới. Thì đó, tôi nói 8 giờ. Ơi, mày đi quay phim hay mày đi bán vàng vậy con kia? Em đi quay phim chị. Trời đất ơi, có nhiều dòng họ, có nhiều vàng là hốt lên người hết luôn. Đâu ở nhà còn cả rổ quá chứ. Còn cả rổ luôn đó. Thấy nó nặng quá, chứ lại so với cái vai thì nó vừa rồi. À, dạ. Vậy là vừa đó ha. Dạ nó vừa rồi. À, cái này là không có lố quá ha. Đúng rồi, nó không có bị ô về chị. À. Rất là nhu mì ha. Dạ đúng rồi, đầm thắm lắm. Đầm thắm, đầm thắm. Dạ. À, rồi, chúc em sự đầm thắm của em. Dạ trời ơi. Không, nó cũng cân xứng lắm, cân xứng. Trời ơi là trời, bên đồng sòn bên vàng ha. Dạ đúng. Chia rồi. Ra gõ gợt luôn ha. Dạ gõ gợt chứ. Ok, hợp lý. Dạ. Xong và em đã trang điểm xong. Uổng ghê trang điểm cái mặt đẹp vậy đó, mất cả tiếng nhưng mà chỉ vô quay có một phân đoạn rồi về. Một phân đoạn một rồi về quý vị ạ. À. Muốn nem đi chị, ở đây kìa, có nhiều loại nem lắm, nem chả, nem bì nè, nem chua nè, nem gì nè. Nói chung là nhiều thứ nem.
em có nhiều loại nem lắm, em trả cho mì, cái này là tụi em sản xuất. Nên con nhắc lại nó chi nữa. Theo phương pháp gia truyền loại nào cũng ngon hết, có rất là nhiều mức giá 40, 50, 60, 70, 120 đó chị. Trời ơi, không biết là có nem có ngon hay không, nhưng mà nghe cái miệng em giới thiệu là chị thấy ngon rồi hả? Dạ. Ok, chị đúng là ủng hộ em là mỗi thứ 50, mua về làm quà cho bà con luôn. Vậy đó hả chị? Làm quà bên em có gói quà miễn phí nữa. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Rồi, nhỏ kia tràn vô. Hình nào con không hay nhở? Âm Minh tới ám rồi. Không phải em nhìn thấy. Âm Minh là mình nhìn thấy anh Hiếu Hiền vô đó, chứ không phải mày chửi con tao đâu. Âm Minh ám nữa rồi. Ủa má mi, ba mập này mới nói con là Âm Minh kìa. Ủa mà Âm Minh là cái gì vậy má mi? Ủa cô hai, cô hai, cô hai nói ai mập vậy cô hai? Dạ nói cô mập chứ nói ai mập đó, tại chị có mập mà. Anh này, anh này, cái đây nè. Đã về đến nhà. Gì nữa vậy lão gia? Trời đất ơi. Điện bên vườn. Cái gì mà ổ điện mà ở đâu tùm lum mà đi chà vậy trời. Đang còn vừa xèo. Trời ơi, cuối năm người ta đi chọn nhà dọn cửa, còn ba tôi đi chà với điện. Chà với ổ điện, điện. Tất cả các ổ điện đều mới. Ghê chứ. Ồ, mai nở trơn rồi quý vị ơi. Ủa, mai nở vậy rồi Tết còn hôn. Chưa lặt nó rồi mới lặt. Chưa lặt lá mà sao nó nở trơn rồi bố. Trời ơi, nở trơn rồi. Ý trời đất ơi, cây mai trắng cũng nở tét lét rồi, còn đâu nữa. Cây mai trắng này hết luôn rồi bố ơi. Nở hết luôn rồi. Từ đây tới Tết. U, cây khế. Wow, cây khế nè, bữa nay trái to quá trời rồi nè. Hên quá vậy là cùng đúng vừa Tết, cái là vừa có trái luôn. À, quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày. Khế ngọt nha quý vị, khế ngọt đó nha quý vị. Cái cây này năm nào nó cũng ra một lần hả? Trời ơi, có đợt năm ngoái nó ra lần. Nó thiệt chứ gần cả trăm trái luôn á cả nhà. Ghê thật, ghê thật. Ồ, ồ, mướp của ông ngoại. Mướp của ông ngoại nè. Ồ, nhiều nha. Mướp ông ngoại nhiều nha. Đó. Đó, chưa. Ok. Ồ, ông ngoại này có đậu... đậu rồng nữa mới ghê chứ. Đậu rồng nữa trời. Ghê thật, ghê thật. Đấy. Đậu rồng, đậu bắp. Có đủ, có đủ. Qua dự, qua dự. À, sau một tiếng đồng hồ, ông già tôi hì hục đã ra được một đố đống ổ điện mới như vậy. Cái này là đem qua bên nhà, bên vườn lắp vô. Tân dụng đồ cũ, không có mua gì cả, tốn tiền. Bây giờ mình ăn một bữa cơm gia đình à, rồi xong rồi mình sẽ lên dưa giá ha, trứng chiên à, tàu hũ này là chắc là nấu chay nấu cúng phải không, thịt luộc, và đây là cúng đám dỗ lại, cúng lại hôm qua là cúng đồ ăn rồi, bữa nay là cúng xôi chè, chè một sen mà tôi nấu là ăn ngậm mà nghe luôn đó. Chợ Lan của Vĩnh Long, chợ Lan đó quý vị, chợ Tết bắt đầu có bông. U, bông hồng đẹp chưa. Đó, mình vòng qua bên kia mình xem chợ bông Vĩnh Long nha cả nhà. Ồ, à. Hoa giấy. Rồi có cái gì có trái không? Cái gì có trái thì em mua. Đây là bông thôi. Bông. Bông. Bông thọ. Mấy cái người trái ta chưa có lên. Cốt là đẹp, bông gì nhìn cũng đẹp hết. Bông ớt, trái chưa có rồi. Ớt bự 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 không à. Cà chua, ớt với cà chua, không lẽ đầu năm mua ớt. Chưa. Bông vậy. Lão gia mua hai cái chậu đựng bông. Hôm nay là 18 Tết rồi nha quý vị, 18 Tết. Mai chưa có lên, 18 Tết, 8 Tết nó có chiếc rơm lạ. 18 Tết. Đúng rồi, đúng rồi. À, sau khi đi một vòng chợ Tết, em đã mua
ba bộ bàn ghế, một bộ bàn ghế để bàn ăn để ở phòng khách nhà mình, một bộ bàn ăn sẽ đem qua bên vườn ăn bình, và một cái tủ để cho ba em chưng rượu đó. Ba em là chỉ thích cái gì đẹp rẻ bền thôi, mắc quá ổng không có chịu, cho nên mua giá đẹp mà rẻ thì ổng mới ưa, hiểu không? Đó. Đây, ba của mình đã trang trí lại cái phòng khách, nó là sạch sẽ theo ý nguyện của mình, để cho nó ăn Tết cho nó sạch. Đợt sau mình về mình sẽ quay kỹ hơn, đợt này là mình đi lên gấp rồi đó. Đợt sau mình sẽ ngâm cuốn, mình sẽ có nghệ sĩ Cúc Hương về. Đơn giản, đẹp, rẻ bền. Lần đầu tiên mà thấy cây mít, nhiều khi nó lấp đất lên đó mẹ, cái gốc nó ở dưới á, cái mít mà trái nằm tối sát ở dưới cái gốc, mà trái dài lên, 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 trời đó xem là trời. Tôi rảnh quá phải không các bạn? Tôi leo lên cầu vượt, tôi đi tập thể dục. Lên tới Sài Gòn rồi, nói đùa thôi, ở bên kia đường mà muốn mua đồ ở bên đây đường mà xe đông vậy nè, giờ cao điểm băng hoài băng không được, đứng hoài luôn, cuối cùng phải đi qua cầu vượt. Trời ơi, lâu quá không tập thể dục, bây giờ thở không ra hơi. Nhớ cái hồi tháng 7, tháng 8 hồi mà trước dịch, tháng 6, tháng 7 gì đó, Tường với Minh Dũng ngày nào cũng đi ra công viên đi bộ, rồi lên cầu vượt tập nhảy dây. Mà bây giờ đi có một vòng cái cầu vượt mà muốn xỉu luôn. Đó, quá đông luôn, cái giờ kẹt xe của Sài Gòn. Hồi sáng đi từ Sài Gòn Vĩnh Long chưa tới 3 tiếng, mà bây giờ Vĩnh Long về lại nhà 3 tiếng rưỡi, 4 tiếng đồng hồ luôn. Quý vị ơi, đây lẩu bò kế bên nhà tôi ngon nhất cái nách luôn nha quý vị. Đuôi nha, cho em đuôi nè, rồi cho em ui đây nè, thịt nè, đuôi nha. Rồi đó, đó là chủ đạo với phân mô, và anh muốn bỏ gì anh bỏ, tùy anh, em không ăn bò viên đâu nha. Đó, quá trời luôn. Này là tôi ăn mối đó, mà điều mối tới 3 tháng mới ra ăn lần. Thấy hấp dẫn chưa cả nhà? Ăn lần cái quán muốn nghỉ rồi mà. Nó bậy nè. Nghỉ đi. Ở đây nè, quạt nóng luôn rồi, nó có phải đưa vô bàn cho mình nha. Đó. Đó, mà con nhận cho mà đi bật đi quê, nhưng mà mà da ngon nhất nách. Đó, ra một hấp dẫn ha. Ăn thôi. Bình dân học vụ. Lề đường mát mẻ. À. Trời, ăn với cái xoài kia, cái xoài kia chấm nước vô luôn đi con. Quá đã. Rồi, cảm ơn. Nắm không? Quảng cáo xin vui lòng liên hệ 0903 600 277 hoặc liên hệ trực tiếp với Facebook Nguyễn Trí Cát Tường có dấu tích xanh chính chủ mọi người nha.